Hữu. Chị Hữu, trời ơi, quá trời chị Hữu rồi. Trời ơi. Bé Thông. Bé Thông đó. Ai tin lý sẽ hiểu. Bé Thông của tôi đó nha. Nhà tôi có nuôi bé Thông đó. Thông ơi. Bé Thông ơi. Em có cha nào vậy đúng không? Cha nào vậy không? Linh thấy đẹp không Linh? Nè quay giùm anh coi Linh. Còn hai anh con nhậu ấy không? Giờ chơi đến bài một anh nha. Rồi, 3, 2, 1. Điểm cú máy 360 điểm về đó đúng không? Ok, đúng rồi. Ok. Anh ơi, máy xoay đó, anh không cần À vậy xoay. Đúng rồi. à, ok, đi về là 5 Rồi, ok. Rồi, 2, 3. Vô nè, bầu dáng nha. Nhậm nhí lên đây. Tôi thấy mày đang câu giờ đó. Má trời. Che che hối hả Quỳnh? Che hối hả? Là cái bộ đồ này, bức ảnh này mình sẽ treo ngay chỗ đó nha. Ngay chỗ đó đó. Nguyên band nhà mình đó. Đúng rồi. Chứ sao? Đẹp. Tuyệt vời em ơi. Khó chịu vô cùng. Nhà này vui quá trời. Đó, quần. Đó, tắt đèn mà lố lăng ra. Làm bộ luôn lên. Làm bộ đi em. Vậy mình guốc rồi, mình guốc rồi. Nhi nó mang có vậy có góp không Quỳnh? Tụi nó có vậy có không? Mà có không? Tập cho nó đi được rồi đó. Vô gì? Đúng rồi, liên hệ Lộc nè. Ok, đồ đẹp, giá hợp lý nhất từ trước tới giờ luôn. Gì? Đúng rồi, anh là anh ấy tự làm bao nhiêu năm á, từ ngày gặp Lộc là hết hết liền, hết tự làm liền. Mà nhiều khi mà tiền nó không lấy luôn mà tin không, cả tháng nay nó không báo tiền mà. Không lấy là quên. Chưa lấy ý là nó không có cần tiền hiểu không? Tôi nói em ơi cái chớp đó là nhiêu tiền hay không, nó im lặng luôn, nó im lặng luôn, nó không nói gì á, là nó làm yêu nghề. Má nó là chủ tập đoàn bên thời trang rồi mà, là làm yêu nghề thôi. Ủa em bận hả chứ mà em cho hả? À xin lỗi em. Ok. Giờ phải cho lên cô Khánh Vân. Cô Khánh Vân nói là cứ chở lên hoài. Anh nghĩ là anh dạy cũng được mà anh bị kỳ. Tại vì nữ dạy cho mấy người đúng dễ hơn. không, lấy giờ anh mang nữ chị kỳ thử luôn đi. thôi, nó bị nhìn hình ảnh cha nó tội nghiệp lắm thôi. Nhi có thích học cách quốc không Nhi? Không hả? Nhưng mà con phải học để có kỹ năng hiểu không con? Để lúc con làm ca sĩ khi mà con đi ra đúng sẽ thoải rồi, mái hơn. chứ không nào đi chèn bẹt như cô Linh được. Nè con ráng bơi vô không? Con thấy mà có nhan sắc mà không có chiều cao là cô Linh đây. Nha con,
Cho nên nó nhiều khi mà mình phải bơi, thấy không? Cho nên nhiều khi mà cuộc đời mình cho cái mặt mình xinh đẹp nhưng thiếu chiều cao. Đó, đây thiệt thòi lắm. Và kia nữa, đó, thấy đen thui lùi ngon cục không? Phải bù cái khác chứ đúng không chị Quỳnh? Gì? Phải bù lại cho mình cái khác chứ. Có bù không em? Có. Thấy không bù, thấy đánh bài tặng bù không là em đó. Bù nhiều khi đâu thấy được anh, có nhiều cái mình chăm không? Có nào buồn không Linh, nào mà mình bị buồn không? Trời nhiều lắm, anh em mất cơ hội rất nhiều về chiều cao luôn á. Trời ơi, mặt xinh nha. Em mặt xinh quen rồi, bình thường. Nhưng mà được em có nhan sắc, nhưng mà những đứa mà không có nhan sắc không có chiều cao luôn. Đây. Ha, em thấy không? Có nghĩa là thì đây em vẫn cảm thấy mình may mắn. May mắn hơn một nhân vật kia. Mình nhìn lên mình không bằng ai. Đúng. Xuống. Trời ơi, có ai bằng nó đâu, em thấy không? Kìa, coi kìa. Người ta là thanh sắc, thanh không được mà sắc cũng không xong. Được cái là thôi, bớt phát lại cũng có chút khả năng. Có không em? Có tài. Ôi, rồi, tôi chỉ thế thôi. Nói chung là cũng có khả năng về sáng tạo nội dung rồi. Thì đó, ok, cái đó là hợp lý. Đúng rồi. Khả năng trầm về dựng. Dựng cảm xúc, thả cảm xúc. Đúng rồi. Rất giỏi. Dựng nhanh. Vậy là cũng được rồi. Cũng được. Ừ, ít ra còn có cái để mà nói. Có cái để xài. Đúng. Okay. Quá trời. Vậy là vui rồi. Vậy quá trời. Đồ điện mức đồ anh cũng ok mà. Không em ơi, giờ xã hội vậy là em là xe ở bậc S rồi đó. Anh cứ so với anh trai C2 xong rồi em bảo. Trời ơi. Pin. Đó. Dặn gì mẹ. Đó, ta đang tháo cái da đầu mình ra để mà gỡ gào kìa. Mấy này tiện lợi nè Quỳnh. Có xài không? Anh lấy cho. Trời giống mấy bà hoàng hậu á. Con thái giám kế bên ngồi vắng bóng nha. Chém đâu? Nè. Bắn. Bà đạo mua cái này mà nói. Mày đang cái mày dán. Đúng rồi, tiện lắm. Mẹ mua không? Ủa, nó có đầu dán chứ mày. Có, có. Mà nó dễ đó không vậy? Không, không có băng keo để đớt được. Mẹ đi xong tiệc về mẹ mày tháo ra. Tháo ra. Dễ không? Sợ lúc lột nôn á cái. Đó ra thôi. Nhà đầu kia tư vấn đi. Ủa nó có keo chứ không? Chém đâu? Thằng Phiên nó ngủ dậy là bút live stream là anh bút cho em cứ dày hoài. Trời này mà sắm tuồng cho cố ha, like cái không em mua được 4 đơn. Chắc ngồi chết khóc chết luôn. Tức á. Tức á, trời ơi. Trời ơi tao tức quá. Thà không đầu tư nữa, đầu tư mà bán không được tức dữ lắm. Trời cái này nó lớn xíu, nó kiểu xa này cũng tay lắm. Thôi em, trời ơi. Bớt lại. Bé Thông ơi, sao con buồn vậy Thông? Thông. Bé Thông, bé Thông của ba ơi. Bé Thông. Thôi, ơi, cục Thông á, Thông ơi. Thông, Thông chú mở ra nào. Dễ thương mà. Đẹp quá. Trời ơi, rung máy luôn. Mặt sao nhợt nhạt vậy em? Thì em đó. Nãy da đầu của ai vậy? Đánh hổ. Trời ơi. Ôi, trời. Hai đầu cho Nhi nha. Cho hai đầu cho Nhi đi ấy ơi. Hai đầu cho Nhi giùm anh đi để Nhi vô hai đầu cho chú hai đầu đi con. Nè con cầm cho cô à. Rồi. Hai đồ cho Nhi nhảy đi em ơi. Rồi bye bye mọi người đi Nhi. Bye bye, bye cô chú, bye bye mọi người, bye. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hề hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.
nha. Không.